Thưa các bạn, trong cái quá trình mà mình sửa chữa ống nước đó các bạn, thì những cái đoạn ống ngắn ngắn như vậy này, dư rất là nhiều ha. Thì thay vì mình phải bỏ đi thì mình đừng có bỏ đi nha các bạn. Mình sẽ tận dụng nó, chế biến lại thành những cái vật hữu ích ha. Trong cái video này mình sẽ chia sẻ với các bạn ba cái vật dụng mà mình chế từ những cái ống, những cái đoạn ống ngắn này. Thì ba cái vật dụng này thì nó rất là thú vị mà nó hữu ích. Thì nó trên thị trường nó chưa có bán nha các bạn. Thì do đó thì mình đặt cái tiêu đề của cái video này là ba thứ mà có tiền vẫn chưa mua được nha các bạn. Đầu tiên là mình sẽ giới thiệu với các bạn cái một cái nói mặt trồng ha. Thì trong khi mà mình sửa nước đó các bạn, có những cái trường hợp á mà cái những cái tê hoặc là cái co đó ở trong cái hệ thống đường ống đó, người ta dán keo rồi đó các bạn, thì mình không thể mà nói theo kiểu thông thường này được nữa. Tại vì nó đã có cái ống tồn tại ở phía bên trong rồi đó. Thành ra là mình cần tìm một cái mối nói nào mà nó có thể nói từ cái mặt bên trong ha. Thì cái loại nói này ngoài thị trường nó chưa có bán nha các bạn. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách làm một cái ống. Từ cái ống, những cái đoạn ống ngắn này, mình sẽ làm nó thành một cái nói mặt trong ha. Thì cái này nó sẽ giải quyết được do những cái trường hợp mà cần thiết ở trong cái hệ thống ha. Trước tiên thì mình sẽ lấy một cái tê ha. Mình cắt nó một khúc ống, nó lú ra được khoảng chừng 1 phân rưỡi. Sau khi mà khò nóng đó các bạn, cái phần 1 phân rưỡi lú ra nè, mình lấy một cái ống cùng cỡ với nó đó, mình nong nó ra nha các bạn. Các bạn nong nó ra nó sẽ như thế này. Sau đó mình sẽ để cho nó nguội đi các bạn. Rồi sau khi mà mình khò nóng đó, đó các bạn, thì các bạn nó đút nó vô cái phần mà khi nãy mình nong rồi đó, thì các bạn mới là đẩy nó vô từ từ ha, vừa xoay vừa đẩy vô từ từ. Rồi khi mà đẩy tay hết vô nữa là được rồi đó các bạn. Rồi khi mà nó nguội đó, mình đợi một lúc, khi mà nó nguội mình mới rút nó ra nha các bạn. Nó, bây giờ nó nguội ra là mình đã rút ra nè các bạn. Thì các bạn thấy nó nhỏ hơn so với lại cái đầu bên đây nha. Thì cái phần này đó là nó được là ép từ cái chính cái ống mà nó cần phải đưa vô. Do đó thì đối với những cái chỗ mà mình cần nói mặt trong đó các bạn, là mình đưa vô là nó rất là vừa luôn nha các bạn. Tại vì lấy cái cỡ đúng như là cái ống của nó. Như vậy là với cái cách này thì mình sẽ nói được những cái mặt trong mà trong cái hệ thống mà mình đã dán keo rồi đó các bạn.
mà nó cắt xát luôn, thì mình là đều giải quyết được cái mặt trong này, cũng là một cái công việc rất là quan trọng nha các bạn. Thì nó giúp cho các bạn là tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Em à, trường hợp này cũng tương tự vậy nè các bạn. Những cái van nhựa mà nó nằm ở ngoài trời đó các bạn, thì cái cần van này nữa, là nó bị tác động của ánh nắng mặt trời, nó rất là dễ bị giòn ha. Thì một thời gian đó, nó sẽ bị giòn và nó gãy, thì nó làm cho nếu mà gãy cái cần van này đi thì lúc mà cái van này mình sử dụng nó sẽ rất là khó khăn ha, có khi là nó bị hư luôn. Do đó thì bảo vệ được cái cần van này thì nó cũng là đồng nghĩa là tăng độ bền của cái van này lên ha. Thì cái đồ bảo vệ của cái cần van này thì hiện nay trên thị trường cũng chưa có bán ha, thì mình muốn làm thì cũng rất là dễ các bạn. À, mình cắt một cái đoạn ống, đó là đoạn ống 27 ha, dài là 10 cm. À, sau đó bạn kẻ một cái đường thẳng dọc theo cái chiều ống nè, rồi cái đường kẻ thứ hai ha, là nó chiếm khoảng chừng 1/4 của cái đường kính của cái ống nè. À, mình dùng cái lưỡi cưa sắt, mình sẽ cắt cái đường rãnh này, cắt cái đường này đi ha. Còn nếu mà bạn có cây kéo thì mình cắt cây kéo nó lẹ hơn. À, mình chỉ có cắt. Rồi cắt như vậy là mình đã làm được cái đồ bảo vệ cái van này đó các bạn. Thì mình sử dụng nó bằng cách là mình đưa nó theo cái chiều dọc này. À, thì các bạn là giống như gài nó vô. Như vậy thì cái van này này nó vẫn đóng mở được như bình thường ha. Nhưng mà cái thằng thấy nó che phủ được là toàn bộ cái van này từ cái mặt trên xuống ha, và hai cái mặt hai bên hông, do đó cái ánh nắng mặt trời đó sẽ không có tác động vô cái van được, nhờ có cái lớp ống này bảo vệ ha, tăng cái độ bền của cái van của mình lên thêm nhiều lần. 34 nha các bạn, nó lớn hơn một số. Còn cái vật thứ ba mình chia sẻ với các bạn là mình sẽ tận dụng những cái đoạn ống ngắn này nè, mình làm một cái sàn chống nước và chống rung cho cái máy bơm ha. Những cái ống này mình cắt nó thành một cái đoạn ống ngắn là dài đều nhau hết nha, là ví dụ như mình cắt là 3 cm hết hoặc là 4 cm, nên nó đều nhau hết ha. À, mình sẽ đóng hai cái ke hai đầu để mà giữ nó lại cho nó cố định ha, mình dán keo cho nó. Thì các bạn phải lưu ý là nó mình áp dụng thực tế luôn, một gắn cái ke ra bên đây một đầu xong, sau đó là mình đặt cho nó đúng đúng 8 cái hoặc là 10 cái ống, sau đó là mình mới gắn cái ke còn lại, thì để cho nó khi mà hai cái giới hạn này nó vừa đủ cho 10 cái ống ha, rồi sau đó bạn mới là thoa keo lên đều nó hết của 10 cái ống này.
Bạn tha nhiều nhiều một chút nha. Rồi sau đó là các bạn mới là đặt cái tầng thứ hai lên. Rồi tiếp tục thì mình lại là thoa keo lên cái tầng thứ hai ha. Rồi mình lại tiếp tục là chồng lên nhiều tầng ha, tùy theo nhiều hay ít thì nó sẽ phụ thuộc vào cái độ lớn của cái tấm sàn mà mình cần làm. Ở đây mình có làm sẵn một cái đây, sau khi mà mình là thoa keo xong rồi bạn phải lắp ráp xong là mình phải để cho nó khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ cho nó khô hoàn toàn nha các bạn. Đây là một cái mà mình đã làm từ trước nè các bạn. Ở đây thì bề ngang nó là 8 cái ống ha. 2, 4, 6, 8. Còn về chiều cao nó là 5 cái ống. Là nó vậy là nó tổng cộng là 40 cái. Thì cái này thì nó sau khi mà nó khô rồi nó cũng dính rất là chắc nha các bạn. Còn khi mà mình đã chịu đứng vậy thì cái lực mà nó chịu đó thì gần như là vô địch luôn, rất là cứng luôn. Thì cái này mình áp dụng là để đặt cái máy khoa, máy bơm lên đó các bạn. Thì nó sẽ chống ẩm cho cái chân máy bơm và nó chống rung luôn nha. Rồi thưa các bạn, trên đây là mình chia sẻ với các bạn ba cái vật dụng mà tận dụng từ cái những cái đoạn ống thừa ha. Rồi cái video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã quan tâm theo dõi. Rồi, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.